Xin biên chào quý vị khán giả và các bạn đang xem trên kênh Nhà đẹp Nông thôn mới. Và hôm nay trong cái chương trình chia sẻ những cái mẫu thiết kế mới nhất, em xin chia sẻ mẫu nhà ống ở kết hợp kinh doanh do chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Sau đây mời quý vị khán giả và các bạn cùng tham gia quá trình tư vấn phong thủy và thiết kế với chuyên gia. Tất nhiên thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới, cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp toàn quốc. Hôm nay thì em lại đang có mặt tại Bồ Lý, Tam Đảo để tư vấn một căn nhà ống ở kết hợp kinh doanh 3,5 tầng cho một bạn đang Việt Kiều bên Nhật Bản gọi về cho bố, và bố đại diện đứng ra để ký kết cái hợp đồng thiết kế và cũng làm việc. Đây bác chủ nhà là bác Chín, là bố của cháu Phương đây. Thì bây giờ em đã đo đất và xác định được phương hướng rồi, và vào quá trình tư vấn cùng với bác và gia đình. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi nhé. Anh gọi Zalo cháu Phương cho nó nhìn trước em. Chồng lấy cây đi nè. Cho nào ánh nắng này nó chả bóng, đứng bên kia nó đỡ bóng hơn. Ừ, chú đang làm đây. Phước ơi, sao chú hỏi chút là có muốn để lại một ít ở đằng sau không? Ở đằng sau nó là chuồng lợn nên là không để đâu chú ạ. Rồi, làm kịch hết đằng sau nhá. Vì ở đằng sau, sau đất người ta là chuồng lợn nên để lại thì nó cũng như kiểu nó sao là chuồng lợn? Nhưng mà vẫn phải tính cái phương án để mình mở cửa sổ chứ. Vâng, nhưng mà mở để lấy sáng thôi. Bởi vì hai bên là đã hạn chế hết rồi, không được mở cửa đúng không? Hai bên không mở cửa được. Nhà ông cũng mở cửa được, hai bên tránh rồi. Hai bên có mở cửa không? Ở ngoài mái đầu ngoài thì để làm u gió thôi ạ, cho nó sáng. Xác định là nhà mình giáp danh hai bên là mình không có quyền mở cửa đâu. Nếu có hàng xóm người ta dễ tính, người ta có thể cho mở cửa lùa, nhưng mà theo luật là không được mở đấy. Còn chú thì chú đang muốn đẩy cái phòng ngủ về cuối cùng để cho nó có cái độ thông thoáng nhất đấy. Vâng, thì cháu thiết kế mà phòng ngủ cho vào. À, nhưng mà cái vệ sinh thì cho cái phòng vệ sinh thì nó sẽ kẹp giữa phòng bếp và phòng ngủ. Cầu thang xong đến phòng bếp, phòng ăn. Phòng ngủ khoảng 15 mét nhá. Phòng ngủ dưới tầng 1. Vâng, cái tầng 15 mét đấy. Tầng 2 mét dưới ạ. Ở cái khoang cầu thang là chú sẽ bố trí cho cái giếng trời nhá. Phòng vệ sinh cháu có yêu cầu có phòng nào có khép kín không? Phòng vệ sinh thì không cần phải là to hay bé, mà chú thiết kế vừa đủ dùng. Nhưng mà vấn đề là có yêu cầu khép kín hay không? À, có yêu cầu khép kín cho các phòng ngủ nào không, hay là chỉ dùng chung thôi? À không ạ, phòng vệ sinh thì tầng 1 sử dụng chung. Rồi, ok.
cầu thang có muốn nó đi khép khép vào xong nó đi lên không, hay là cầu thang giữa bên thả bãi? Cầu thang ở bên hông ấy chú. Rồi kiểu, đi nó gọn gọn mà để cái phòng kinh doanh nó rộng đúng không? Vâng ạ, à, đúng rồi ạ. Rồi rồi. Nhưng mà cầu thang tầng 1 là chú cứ nói chung là mình sẽ đi kiểu chữ L ấy chú. Biết rồi, cái cầu thang mà đi gọn gọn vào, đi một hai bậc xong bắt đầu là đi lên cái cầu thang, cái vế cầu thang nó nép gọn vào để cho nó tối ưu cái không, nó tối ưu cái không gian kinh doanh ấy. Anh quay cái màn hình của nó vào đây cho em này, cho nó xoay lại, cho nó xoay chú, cho nó xoay lại màn hình. Nhìn được chưa? Dạ vâng, nhìn tương đối. Đấy, đây là 20 mét của cháu nhá. À, nhưng mà chú ơi, chú đo chú cái 20 mét này nó có vào cái giếng không ạ? Chưa đến giếng. Chưa đến giếng á? Giếng ở ngoài 20. Giếng lúc đấy là 18m6. Trong 18m6. À, thế nằm trên... nằm trong giếng, nằm trong giếng. Giếng nằm trong nhà chứ. Giếng nằm trong phòng khách. Dạ vâng, cái không được. Cái đấy. Cái giếng này không quan trọng đâu, rồi đến lúc mà ở vào cái góc nhà đấy là đẹp mà. Vâng không, cháu lo là nó sợ nó vào cái dầm, thì nếu mà nó vào cái dầm thì cho lui ra 21 mét cũng được. Rồi rồi. Không vào dầm. Đang ở trong 18 thì nó ôm ở trong dầm, còn lâu mới đến dầm. 18m6 đúng không? 18m6, 19m ở cái tâm ở cái giếng đấy. Không đến dầm đâu, không đến móng đâu. Chú với bố thì cũng vừa bàn đến cái việc mà làm móng cốc hay móng băng hay móng cọc đấy. Cháu tính ra là móng cọc chú ạ. Móng cọc nhưng mà đất này không ổn định, phía trong lại cứng ấy. Cứng như là đóng cọc vẫn vô tư đúng không? Vẫn đóng được đúng không? Có cái mương ấy. Rồi cái mương thì bố nói chú biết rồi. Cái 1 mét ở đằng sau á thì thứ nhất là chú muốn để cho cháu là ví dụ trong cái khoảng đấy cháu xây vẫn là xây hết 1 mét, nhưng mà nó cái 1 mét đấy nó gần như là giếng trời của cái cuối nhà mình đấy, thì xây để mà xây bao phủ là mình vẫn xây hết 20 và phẳng đất, và mình chỉ tạo cái ô thoáng ô gió ra, tuy nhiên là thụt lại 1 mét đấy để kể cả dưới phòng bếp phòng ăn cháu vẫn có rất nhiều những cái đồ linh tinh, cháu có thể để ra đằng đấy để cho nó sạch ngôi nhà hơn. Kể cả lên gác xếp cháu cũng vẫn có những cái đồ trong phòng ngủ của mình, nhiều khi là cái khăn mặt, cái rẻ lau hoặc là cái chổi lau nhà mình để ra cái 1 mét đấy. Và cái gác xếp, tôi tưởng nếu mà làm ở trên gác xếp thì là một phòng khép kín ở đấy. Phòng gác xếp luôn chứ, phòng gác xếp vẫn có phòng ngủ, tuy nhiên là nếu mà cháu để lại 1 mét đằng sau này từ dưới lên trên á, thì thậm chí là cháu không cần phải làm cái khu giặt khu phơi lên cái tầng trên nữa, và bớt đi một phòng ngủ thì chỉ cần đến 2,5 tầng là đã giải quyết được hết các nhu cầu rồi đấy. Lên như vậy là ngôi nhà sẽ có 1 này 2 này, 2 phòng ngủ là 4 này, 40 phòng thờ, phòng ngủ nữa, khoảng 5 phòng ngủ rồi, có phòng thờ. Đấy. Nếu trường hợp mà 2,5 tầng mà đủ hết như thế có chấp nhận không hay là vẫn cứ phải lên? Thì cứ 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ, nói là trên phòng tầng 3 thì có mỗi phòng thờ thôi, mấy cầu thang ở bên đằng sau thì để lại làm sân phơi. Rồi thôi cứ lên 3,5 đi nhá. Vâng.
Ở bên trên thì có đổ mái không hay là lợp tôn? Trên là trên đổ mái chứ ạ. Vẫn đổ mái hết gì? À không, cái tầng 3 lên là chỉ đổ thế thôi, chú tính xem cái thụt lại khoảng là nói chung là lên lên tầng 3 thì nó thụt lại thụt về nữa chứ chú. Thụt về không cần phải làm hết 15 mét đấy đâu ạ. Chú biết là nó thụt chỉ cần đảm nhận được cái phía trước là có cái phòng thờ mấy cái tum đúng không? Vâng. Còn phía sau là khu phơi khu giặt. Khu phơi khu giặt đấy cháu đổ mái hay là lợp tôn. Đấy mà thôi, lên trên tầng 3 đổ mái mỗi cái phòng thờ với cái tum thôi. Dạ vâng đúng rồi, đổ mái mới đấy thôi, còn đằng sau thì lợp tôn này. Còn đằng trước thì lợp sảnh kính, đằng sau lợp mái tôn. Đúng không? Dạ vâng, vâng. Vâng đúng rồi. Đúng ý chưa? Vâng. Rồi, ok, chú đã hiểu. Đấy, dưới cái tầng 1 đây này. Phòng khách này, cầu thang đi gọn gọn vào đây, cháu nhìn rõ không? Em. Đấy, cầu thang sẽ đi gọn gọn vào đây này, và cái khoang bếp của cháu nó sẽ ở chỗ này này. Cái phòng vệ sinh ở chỗ này này, và đằng sau cái phòng vệ sinh là chú đang thiết kế cho một cái hệ thống giếng trời khoảng độ 80. Và nó ôm cái phòng vệ sinh này, thứ nhất là phòng ngủ có thể lấy thoáng ra được, và hai nữa là toàn bộ cái đường nước là cháu sẽ chạy vào đây và thậm chí là hút khí của nhà bếp vào đây nhá. À, cái chỗ nhà xong chú chỉ xem những cái các phòng vệ sinh đều có ô thoáng nhá, hay là cái ống hút đi. Thứ nhất là ô thoáng, thứ hai chú mở cho cả một cái cửa sổ ở đằng sau cái vệ sinh ra cái giếng trời này này, thì cái phòng vệ sinh của cháu nó mới khô thoáng và nó đủ sáng tự nhiên luôn, không cần phải bật điện nó vẫn sáng. Và nói hơi tục bậy tí, ngồi ý, ở trong đấy nó mát cái mông. Bởi vì cháu hình dung này, cái nhà ống này mình đang bị hạn chế hai bên. Mà không có cái giếng trời của cái phòng vệ sinh này thì cái phòng vệ sinh của mình không bao giờ đạt được yêu cầu của phòng vệ sinh. Và chú đã làm rất nhiều rồi, những cái người mà được thiết kế cái giếng trời đằng sau phòng vệ sinh này thì người ta đều rất là thích luôn. Và cứ hết một tầng, hết mỗi một tầng thì cháu ngăn bằng cái thanh inox cho chú nhá. Ngăn bằng cái thanh inox để mình có thể chui từ nhà tắm ra cái sàn đấy. Và trên cái sàn đấy mình có thể trồng một cái cây hoa mộc lan hoặc là những cái cây hoa treo treo xuống đấy. Thứ nhất là để nó làm xanh mát, nó làm sạch cái không khí. Và khi mình leo trèo ra đấy mình sửa chữa các cái thiết bị của mình thì nó không bị hút sâu một cái giếng từ trên tầng 3 xuống tầng dưới. Hình dung không? Đấy là khi đặt cái thanh inox ấy bác cai ạ, thì những cái việc đấy thì lúc bác làm bác chú ý giúp em, bác chỉ cần gối sang nó dày dày một tí để khi mình dẫm chân ra nó yên tâm là ok. Xong là trên những cái mỗi một tầng đấy mình lại để một cái cây xanh ở trên đấy luôn. Và phòng vệ sinh của cháu không phải là mở ô thoáng đâu, mà chú sẽ mở cho luôn một cái cửa sổ nhỏ ấy, nó sẽ có chiều rộng khoảng 50, chiều cao khoảng 1m6, 1m7 gì đấy. Đúng không? Thì khi ngồi trong phòng tắm, trong phòng vệ sinh là cháu nhìn hết ra cái khoảng giếng trời đấy và nhìn thấy cây xanh luôn. À, nhìn thấy ánh nắng từ trên xuống luôn. Và ở trong đấy thì nó cũng chứa toàn bộ cái đường ống nước của cái nhà vệ sinh. Bác thấy cái nhà ống là như thế chưa? Như sướng cực luôn. Cái đất nhà cháu đấy thì ở phần móng thì cháu tính ép cọc ấy thì có. Rồi, thống nhất này ép cọc đi. Thống nhất này ép cọc cho. Lúc đầu trước thì cháu tính làm cái móng băng, nhưng mà bố cháu bỏ chỗ đất ở đây nó thì nó có phương nó yếu thì thôi làm băng. Rồi, băng thì nó phải đều đất. Một là cọc, nếu mà yên tâm thì là cọc, mà tiết kiệm thì là cốc. Sau này nó bị nứt gãy.
Bây giờ cháu có chốt cái phương án mà để lại 1 mét đằng sau không hay là làm hết? 1 mét đấy là mình xây nó hơi vẫn là xây hết đất chứ không phải để chống lại 1 mét đâu. Nhưng cái phòng ngủ của mình lại thụt lại một tí và cũng để thông như kiểu cái giếng trời ở đằng phòng vệ sinh ấy. Xong cũng ngăn cái dàn ra để mình mở cái cửa sổ. Đến lúc đấy là cháu cái cửa của cháu thậm chí là cháu làm không gian mở, cháu không cần phải làm xong cửa nữa, bởi vì đằng sau của mình nó kín rồi. Cháu chỉ làm cửa kính và đẩy sang hai bên, còn lúc nào thích kín thì kéo rèm vào là cháu được không gian mở cực đẹp luôn. Có thích như thế không? Vì sao mình chỉ kín rồi xây kín đây của nó là sau tạo trưng giếng dài lấy không gian với không của khí. sau đằng sau là cháu xây kín bưng, nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn để cái khoảng ô thoáng để cho nó gió hoặc là cho nắng nó chui vào. Còn cái phòng ngủ của cháu là bịt kín đấy, lúc nào cảm thấy mà không khí trong lành hoặc lúc người ta không nuôi lợn nữa mình nhìn chả nhẽ mình lại đập nhà ra đúng không? Đấy, và cái phong cách nhà này á, thì nó là không gian mở và nó cực kỳ đẹp luôn. Thế nếu mà để chừa lại một chút tính xem ở dưới tầng 1 xem như thế cả 1 mét đằng sau này, phòng ngủ này với phòng bếp, phòng vệ sinh thì còn ở phía ngoài thì còn khoảng bao nhiêu mét ạ? từ mép cầu thang ra này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mét. Ừ. 8648 được gần 50 mét vuông kinh doanh. Kinh doanh thì nó hơn nhiều. Đây, chú đếm cho này. Từ đây ra, từ cái mép cầu thang này ra là 8 mét nhá. Nhưng mà không gian kinh doanh của cháu nó vào đến tận phòng vệ sinh này cơ. Cái phòng bếp đến, thì đến chỗ cầu thang tính ra từ chỗ gần gần đến cầu thang đã qua cái cầu thang chỉ cầu thang ra là 8 mét. Cầu thang ra là 8 mét. Đấy, còn từ cầu thang vào thì tất cả cái không gian này sẽ là phòng bếp, phòng ăn. Ok chưa? Còn nếu mà cháu muốn kinh doanh hết, cháu có thể đẩy cái phòng bếp, phòng ăn lên gác xép này, lên khu gác xép này cũng được. Thế thì không ở trên gác xép thì là làm cái phòng khách để nhìn xuống phía dưới cái tầng 1. Được, thì chính ra là cái trên này á, cái trên gác xép này cháu làm một cái phòng đa năng cho chú, có nghĩa là vừa nấu vừa ăn vừa gọi là ngồi uống nước được. Thì tất cả ở trên này thì toàn bộ cái không gian kinh doanh ở bên dưới của mình nó sẽ rộng hơn, nó tối ưu hơn. Tôi cứ để cái tầng 1 đi chú ạ, tầng 1 đi. Rồi, ok, để tầng 1 nha, thống nhất là để tầng 1 nha, còn trên gác xép chỉ là phòng khách thôi nha. Đấy, trên gác xép thì cái phòng khách nó dạng cái phòng khách sofa nhẹ nhẹ thôi. Và cái WC là chú thiết kế cho trên một cái trục đứng thôi nha. Cái ở dưới ở trên gác xép ấy thì phòng vệ sinh nó ở trong của cái phòng ngủ ấy, không nó không đây cái phòng có nghĩa là cái phòng vệ sinh của cháu nó vẫn được giấu kín, phòng khách của cháu nó ở vị trí này và vệ sinh này vẫn để như này thì nó mới là nằm trên một trục đứng, nó không bị vi phạm nhau. Thế bây giờ mà cháu chuyển vệ sinh vào trong này ấy, thì nó lại đè lên giường ngủ ở phía dưới, không hợp phong thủy nhá. Vệ sinh chú thiết kế trên một trục đứng này thì nó tránh được hết các cái lỗi phong thủy. Ví dụ nó không đè vào phòng ngủ, nó không đè vào phòng bếp, phòng ăn của mình. Và dưới cùng của phòng vệ sinh nó chính là hố ga và trên cùng của phòng vệ sinh nó chính là téc nước. Còn téc nước, ví dụ khu này mình không để téc nước thì cái téc nước của cháu có khả năng là phải chuyển lên tum.
chắc nước thì để trên tôn cùng trên cùng nhất. Rồi, bởi vì cái khoảng này là mình đang lập mái tôn, đúng không? Rồi, và cứ thế phát triển lên thôi. Ở đây nó chỉ là cái đề bài, còn khi vào nhóm thiết kế là chú sẽ có hình 2D kích thước cụ thể để cháu nhìn, cháu duyệt, lúc nào ok thì chú mới làm tiếp các bước tiếp theo nhá. Đấy, thì cái đề bài hôm nay là chú lắm rồi, để chú xem nốt xem là hướng Tây Nam có hợp không. Đất nhà cháu đang là hướng Tây Nam nhá. Rồi rồi. Tây Nam thì nhiều Nam ít Tây, nói chung là ngôi nhà đấy thì là mát, ok. 91 đúng không? Dạ vâng ạ. Nhiều hơn. Không. Nhiều Nam ít Tây. Về bên đấy nhiều Nam mà nếu mà người bên Đông Nam, Tây Bắc, Nam Tây Bắc, Tây. Chiều nó nắng xoẹt. Tây. Tây này nó chả nắng. Nó không sợ Tây Bắc. Tây Bắc. Tây Nam nó vẫn không sợ. Tây Bắc, Tây, Tây Nam. Tây Nam, hướng Tây Nam của cháu thì không đẹp. Hướng đẹp của cháu là Đông Tứ Mệnh. Ví dụ Đông là sinh khí, Đông Nam là thiên ni. Thì ví dụ như cái phòng ngủ này, như các cái phòng ngủ này cháu quay sang phía bên này là hướng đẹp luôn, là Đông Nam là hướng đẹp nhá. Không phải xoay đấy. Cả thế này mà người ta chỉ cần rẽ một đầu. Và kể cả cái phòng thờ của cháu cũng không phải nhìn ra đường đâu, mà nó sẽ nhìn sang Đông Nam nhá. Nó sẽ dựa sang bên phải và nhìn sang bên trái. Không phải ra đường, cái cửa ra mở đường. Làm mấy trong còn hướng của phòng thờ thì sẽ làm ý sau này cháu làm cái khác vậy. Bây giờ chú làm đây chú xác định luôn cho và nó phù hợp luôn trong thiết kế, đến lúc sau cháu không phải thay đổi, chứ đã thiết kế rồi không phải thay đổi gì nữa, hiểu chưa? À vâng. Hay là không muốn làm cái phần đó? Làm được chứ. Thì đấy, chú đã làm thì chú tính toán luôn rồi. Xem cái như nào cho nó hợp lý thì chú bố trí. Nó hợp lý, khoa học. Và nói có sách mách có chứng, nói tự tin luôn, chứ không phải là nói chơi. Đấy, ví dụ trên phòng thờ của cháu này, nó sẽ kiểu như thế. Đúng không? Bác trà có chữ bằng hoàng không? Ở đây chú mới thể hiện được có tầng 1 này, gác xếp này và tầng 2 này. Như đây chú lấy ví dụ trên tầng 3 cái phòng thờ của cháu nó sẽ quay cái hướng như thế này, là nó quay sang Đông Nam. Vì cháu đang thuộc Đông Tứ Mệnh mà, rồi quay sang những cái hướng Đông, Đông Nam thì nó đẹp hơn. Và kể cả hướng giường của cháu như thế, và nó như này là nó rất thuận này. Nó gối về bên phải và đạp sang bên trái này, gối về Bạch Hổ và đạp sang Thanh Long này. Và cái trục hành lang của cháu là chú vẫn đang để bên Thanh Long nhé. Bên trái đấy, bên tay trái đấy. Bên tay trái của con người thì nó cũng là chính là động mạch đấy, là những cái hoạt động đấy, còn bên tay phải nó lại là tĩnh mạch, dẫn máu về tim đấy, đúng không? Ok nhá, cứ cái phương án như này xong về chú triển khai thêm nhá. Ừ, cơ bản rồi, có vấn đề gì nữa hỏi luôn. Rồi ok, 21 để cho nó an toàn cái giếng đúng không? Mấy hai nữa là để cái mét đằng sau nó cũng không bị ảnh hưởng cái chiều sâu của ngôi nhà đúng không? Cái khi mà cháu để lại 1 mét đằng sau đấy thì 1 mét đằng sau đấy chú vẽ cho những cái cửa sổ và có những cái song sắt để nó bảo vệ an toàn cho ngôi nhà. Còn đến phòng ngủ này của cháu thì lại không xây tường nữa mà mở những cái cánh cửa thật to ra để mình nhìn ra cái khoảng giếng trời này của mình. Có thích mở cửa sổ to ra không?
Cái cửa sổ này của cháu nó gần như là kịch tường, nó gần như là cửa lớn luôn ấy. Vách kính. Cửa vách kính ấy, hai cánh đứng và hai cánh mở, khi mà cháu mở ra phát thì nó toàn bộ cái 1 mét cháu để lại đấy, nó chính là cái khoảng vẫn là phòng ngủ của cháu luôn ấy. Thì nó không lãng phí một tí nào luôn. Còn lúc nào mình thích ngủ kín đáo, mình đóng lại để mình chạy điều hòa thì mình lại đóng nó lại. Đúng chưa? Cái kể cả cái phía đằng sau này thì những ngôi nhà cháu đã từng gặp, kể cả bác Thận xây này chưa gặp đâu. Làm nó có gì chỉ cô vợ của cháu. Trước thì cháu cũng tính là để đằng sau lại 1 mét để lại lễ hốt hoán đấy, nhưng mà thì hôm về cháu gọi về thì cũng để là nhà đằng sau là nó có tường lợn nên nếu nhìn từ đằng sau ông hàng xóm nhìn sang là cháu xây thẳng tưng từ dưới lên và thỉnh thoảng chỉ có những cái ô cửa thôi, được chưa? Đấy, cái ô cửa đấy, ví dụ lúc nào thời tiết đẹp thì mình mở cửa kính phòng ngủ ra lấy gió, mà không thì mình cứ đóng lại và cái ô thoáng đấy để nó lưu thông không khí ở trong nhà, và cái cây cháu để ở đấy nó sống được, nó phải có tí nắng tí gió nó mới có sự sống. Đấy, chứ còn bảo mùi quá mà xây kín bưng là tự mình xây cái nhà tù cho nhà mình luôn. Đúng không? Và khi mà cháu hình dung là cháu kinh doanh nhá, cái cửa chính này mình mở to rồi thì gió nó sẽ ngoài đồng nó đẩy vào và nó sẽ đẩy qua cái ô thoáng cuối cùng của ngôi nhà này. Chứ không phải là mùi nó bay vào nữa. Chứ còn khi nào mà gió nó từ đằng sau để lại thì mình đóng hết cửa lại là hết. Thế nó hiện đại thì nó phải hại. Ừ. Rồi, ok nhá. Và chú đang thiết kế cho nhà cháu là cái nhà ống là không gian mở hoàn toàn luôn đấy. Thôi nhá, bây giờ chú sang đến cái công đoạn ký cái hợp đồng với bố nhá. Còn về thiết kế chú lên mặt bằng kích thước cụ thể cháu nhìn nó dễ. Đúng rồi, và cháu phải yên tâm là khi nào cháu phải chốt cái mặt bằng chú mới làm tiếp các bước tiếp theo. Ví dụ chốt xong mặt bằng chú làm 3D, 3D chốt xong chú mới hoàn chỉnh cái bộ hồ sơ mà. Thế nhá. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã tham gia quá trình tư vấn phong thủy cùng em với chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên. Các bạn đang chuẩn bị làm nhà, nhà ống, nhà vườn, nhà hai tầng, biệt thự nhà vườn, tân cổ điển, nhà hiện đại. Xin mời quý vị khán giả và các bạn gọi điện số điện thoại trên màn hình. Em cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian, hợp phong thủy. Em xin chân thành cảm ơn và video này em xin được kết thúc tại đây. Xin hẹn các bạn ở một video sau. Xin chào các bạn.